Và sau đây là những phần tin liên quan đến Hoa Kỳ thưa quý vị. Hiệu trưởng của trường đại học Harvard tuyên bố từ chức. Tiến sĩ Claudine Gay, là hiệu trưởng của trường đại học Harvard University, vừa tuyên bố từ chức theo truyền thông Reuters đưa tin. Sau khi bà và các hiệu trưởng của những trường đại học ưu tú thuộc về nhóm Ivy League ra điều trần ở trước Quốc hội về chủ nghĩa bài do Thái ở trong khuôn viên của nhà trường. Tờ báo The Harvard Crimson cho biết, nhiệm kỳ của bà Gay là ngắn nhất trong lịch sử của trường Harvard và kéo theo áp lực ngày càng tăng đối với việc bà phải từ chức vào tháng trước. Sau khi bà Liz McGill là hiệu trưởng của trường đại học University of Pennsylvania từ chức. Các vị hiệu trưởng của Pennsylvania, Harvard và MIT đã phải ra điều trần trước một ủy ban hạ viện vào ngày 5 tháng 12 về sự gia tăng chủ nghĩa bài Do Thái ở trong khuôn viên của trường đại học sau khi bùng nổ cuộc chiến giữa Do Thái và Hamas vào tháng 10. Bộ ba các các vị hiệu trưởng đã từ chối đưa ra câu trả lời dứt khoát là có hoặc là không cho câu hỏi của dân biểu Elise Stefanik của Đảng Cộng hòa ở New York về việc liệu có kêu gọi diệt chủng người Do Thái có vi phạm vào quy tắc ứng xử của trường họ về bắt nạt và quấy rối hay không và nói rằng họ phải cân bằng điều đó với bảo vệ quyền tự do ngôn luận hơn 70 nhà lập pháp trên toàn nước Mỹ đã ký vào một lá thư yêu cầu hội đồng quản trị của ba trường đại học cách chức hiệu trưởng với lý do không hài lòng với lời khai của họ. Tuy nhiên, bà Gay nhận được sự ủng hộ của các đồng nghiệp ở tại Harvard. Hàng trăm giảng viên vào tháng trước đã ký một bản đề nghị yêu cầu ban giám hiệu của nhà trường không chịu khuất phục trước áp lực chính trị để sa thải hiệu trường vì lời khai của bà. Sinh viên Trung Quốc tại Hoa Kỳ bị bắt cóc qua mạng được giải cứu trong rừng. Một sinh viên Trung Quốc tại Hoa Kỳ trở thành nạn nhân của bọn tội phạm với thủ đoạn bắt cóc qua mạng, khiến cho người thân ở quê nhà bị lừa trả tiền chuột. Hãng AFP vào ngày 2 tháng Giêng đưa tin, cảnh sát tại Hoa Kỳ vừa giải cứu một sinh viên Trung Quốc bị bắt cóc qua mạng sau khi nạn nhân được tìm thấy trong một căn lều giữa khu vực hoang dã ở tiểu bang Utah. Còn cha mẹ của nạn nhân đã bị tống tiền là 80.000 Mỹ Kim. Sinh viên Trang Khải, 17 tuổi, đã mất tích vào ngày 28 tháng 12 sau khi cha mẹ của sinh viên này cho biết là con mình đang theo học tại một trường trung học ở thành phố Riverdale của Utah thì đã bị bắt cóc đòi tiền chuộc. Vụ việc xảy ra với thủ đoạn bắt cóc qua mạng khi bọn tội phạm buộc nạn nhân tự cách ly và chụp ảnh như thể đang bị bắt để gửi cho chúng bằng cách đe dọa sẽ hãm hại gia đình nếu nạn nhân chống đối sau khi có hình ảnh chúng liền gửi đến gia đình của nạn nhân để đòi tiền chuộc cảnh sát của riverdale đã phối hợp với fbi đại sứ quán của hoa kỳ tại trung quốc và các giới chức của trung quốc để tìm kiếm sau khi phân tích các thông tin từ ngân hàng việc mua bán và tín hiệu điện thoại của nạn nhân cảnh sát kết luận rằng nạn nhân đang tự cách ly tại một căn lều ở phía bắc của thành phố brickham khoảng 40 km. Một viên cảnh sát đi bộ lên sườn núi đã phát hiện ra căn lều của Khải, nơi chỉ có chăn sưởi, túi ngủ, thức ăn, nước uống hạn chế và một số điện thoại di động. nạn nhân sống sót nhưng rất lạnh và sợ hãi. Một người đàn ông đã đột nhập vào tối cao pháp viện của tiểu bang Colorado vào sáng ngày thứ ba, mùng 2 tháng Giêng, và người đàn ông này đã chĩa súng vào nhân viên bảo vệ và bắn hàng loạt phát đạn bên trong tòa nhà theo trang báo của USA Today loan tin. Theo điều tra ban đầu, dường như là vụ này không có liên quan dần đến vụ thẩm phán tối cao pháp viện của Colorado bị đe dọa sau khi tiểu bang này loại cựu Tổng thống Donald Trump ra khỏi cuộc bầu cử Tổng thống sơ bộ năm 2024. Cảnh sát Colorado cho hay, sự việc xảy ra ngay sau khi hai chiếc xe tông nhau ở bên ngoài tối cao pháp viện, ở ngay trung tâm Denver. Tài xế của một trong hai chiếc xe đó đã chĩa súng một tài xế kia và rồi bắn vô cửa sổ của trung tâm tư pháp. Sau đó nghi can cầm súng xông vô tối cao pháp viện và gặp một nhân viên bảo vệ không có vũ khí. Nghi can vừa chĩa súng vào nhân viên này vừa đòi đưa chìa khóa để đi tới nơi khác ở trong tòa nhà. Cảnh sát Colorado và sở cảnh sát Denver đã phải điều cảnh sát viên tới phong tỏa hiện trường. Sau đó nghi can đã lên lầu 7 và bắn nhiều phát súng ở đó. Tuy nhiên nghi can đã gọi 911 và tự nguyện đầu hàng cảnh sát. Cảnh sát Colorado cho biết là không có báo cáo nào về thương tích nhưng tòa nhà này bị hư hại nặng nề. Tiếp theo phần tin Hoa Kỳ, số lượng nhà mới xây tại Hoa Kỳ tăng đáng kể đến 14.8%. Theo dữ liệu của Cơ quan Thống kê Dân số mới vừa công bố, số lượng nhà mới khởi công xây dựng tại Hoa Kỳ đã bất ngờ tăng 14.8%, số lượng căn nhà hoàn thiện tăng 5% lên 1.45 triệu căn. Kinh tế gia Bill Adams của Comerica đã cho biết, nhu cầu nhà ở của người Mỹ đã tăng cao hơn so với trước đại dịch vì mọi người đang dành nhiều thời gian ở nhà hơn bởi sự gia tăng của công việc từ xa, học tại nhà nhiều hơn. Những người hướng nội bộc lộ con người thật của mình, vân vân. Khi lãi suất trong dài hạn giảm, các nhà xây dựng sẽ bổ sung thêm nguồn cung cho thị trường nhà ở để đáp ứng nhu cầu đó, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trong khi đó thì lãi suất thế chấp tiếp tục thấp hơn. Đầu tuần này thì mức lãi suất của khoản thế chấp có lãi suất cố định kỳ hạn 30 năm lần đầu tiên giảm xuống dưới 7% kể từ tháng 8. Lãi suất giảm trùng hợp với sự đảo chiều trong tâm lý của nhà xây dựng. Chỉ số của Hiệp hội Nhà xây dựng nhà quốc gia Wells Fargo cho thấy rằng chỉ số này đã tăng 3 điểm lên đến 37 điểm, đánh dấu mức tăng đầu tiên trong năm tháng. Cục đua vào tòa bạch ốc có thể sẽ định đoạt tương lai của mạng xã hội TikTok ở Hoa Kỳ TikTok đã phải trải qua năm 2023 đầy biến động Nhưng cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 này có thể sẽ giúp cho ứng dụng này được trỗi dậy Vào đầu năm 2023, số phận của TikTok ở tại Mỹ đã bị thử thách khi chính quyền một số tiểu bang tìm cách áp đặt những biện pháp hạn chế sử dụng nó viện dẫn mối lo ngại về an ninh liên quan đến Trung Quốc Tiểu bang Montana thậm chí đã ban hành lệnh cấm TikTok trên phạm vi toàn tiểu bang Tuy nhiên hiện tại TikTok dường như sẵn sàng cho năm 2024 với nền tảng vững chắc hơn khi không chính đảng nào tại Mỹ muốn bắt đầu năm bầu cử bằng cách là cấm một ứng dụng có tới 150 triệu người dùng mà chủ yếu là thanh niên. Ứng dụng này đã sống sót sau một năm mà trong đó giám đốc điều hành của nó phải điều trần suốt 5 tiếng ở tại quốc hội và nhận về vô số chỉ trích. TikTok đã bị cấm cài đặt ở trên thiết bị của nhân viên chính quyền liên bang và các nhà lập pháp vẫn tiếp tục kêu gọi mở rộng hạn chế, gọi nó là phần mềm gián điệp hay là thuốc viện kỹ thuật số từ Trung Quốc. Khảo sát của trung tâm nghiên cứu Pew gần đây cho thấy, số người Mỹ ủng hộ cho lệnh cấm TikTok của liên bang đã giảm so với hồi đầu năm. Quốc hội Hoa Kỳ cũng đã không thông qua luật xử phạt các ứng dụng có nguồn gốc nước ngoài như là TikTok trong năm 2023. Katie Hubbard là nhà sáng lập kiêm CEO công ty chính sách công nghệ Encore Change nhận định rằng họ sẽ phải đưa ra những quyết định mà các công ty như là Meta hay Google từng phải làm trước đây. Các ứng viên sẽ muốn tiếp cận cử tri trên nền tảng này giống như cách mà chiến dịch của Tổng thống Joe Biden đang làm với những người có ảnh hưởng ở trên TikTok. Họ trước đây là giám đốc chính sách công cho các cuộc bầu cử toàn cầu ở tại Facebook và nay thì là Meta. Bà cho biết là Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đều sẽ phải cần đến TikTok để tiếp cận với nhóm cử tri trẻ tuổi. Trúng số 1 triệu Mỹ Kim, một người phụ nữ sốc đến mức ngã lăn ra sàn. Tờ New York Post đưa tin một người phụ nữ tại tiểu bang North Carolina đã ngã lăn ra sàn khi hay tin mình trở thành triệu phú đầu tiên nhờ trúng số Powerball trong năm 2024. Bà Pamela Brasso, sụp xuống vì sốc sau khi được người dẫn chương trình Brian Seacrest gọi tên trong chương trình truyền hình trực tiếp giải thưởng, không lâu sau khi bước qua thời khắc giao thừa. Pamela, cô đã là một triệu phú. Người dẫn chương trình đã công bố như trên trước khi bà Brasso đã nhảy lên vì vui mừng và đổ sụp xuống. Sau khi đứng dậy với sự giúp đỡ của ông Seacrest, và con gái là cô Joanna Henson. Bà lại vui sướng hét lên vì bất ngờ và được con gái ôm chầm lấy. Ông Secret tiết lộ rằng là bà Brashaw đã hứa cho con gái mình một ít tiền từ số tiền trúng thưởng. Bà Brashaw còn thắng một chuyến du lịch sang trọng 4 ngày 3 đêm đến New York. Theo công ty sổ số North Carolina, bà Brashaw trước đây chưa từng đến New York và cũng chưa từng đi máy bay. Năm nay là năm thứ hai liên tiếp, có người may mắn ở North Carolina trúng giải 1 triệu Mỹ Kim vào đêm giao thừa, theo North Carolina Lottery cho hay. Trong khi đó, thì giải độc đắc Powerball đã tăng lên 810 triệu Mỹ Kim sau ngày 1 tháng Giêng, cao thứ năm trong lịch sử của giải. Bốn người thiệt mạng và hai người trong tình trạng nguy kịch sau một vụ nổ nhà xảy ra ở tiểu bang Michigan. Giới hữu trách cho biết là bốn người đã thiệt mạng và hai người đang ở trong tình trạng nguy kịch ở Michigan sau khi một ngôi nhà bị phá hủy trong một vụ nổ. Các cảnh quay từ trên không cho thấy một vùng đất rộng bao quanh ngôi nhà được bao phủ bởi những mảnh gỗ vụn. Vỏ cháy của một chiếc xe hơi cũng có thể được nhìn thấy ngay gần nơi ngôi nhà tọa lạc. Âm thanh của vụ nổ đã được nghe thấy cách đó chín dặm. Các mảnh vỡ từ vụ nổ lan ra một đường cao tốc ở gần đó, khiến cho người dân phải trình báo vụ nổ cho chính quyền địa phương. Ba người thiệt mạng được tìm thấy ở hiện trường, trong số ba người khác về nhập viện, một người đã chết và hai người đang trong tình trạng nguy kịch theo thông tin cập nhật từ cảnh sát Northfield Township. Cảnh sát vẫn chưa nêu tên của bốn người thiệt mạng và hai người bị thương, và nguyên nhân của vụ nổ hiện nay vẫn đang được điều tra. Nghi vấn Hoa Kỳ từ chối bán trực thăng AH-64 Apache cho Israel Theo Eurasian Times, Hoa Kỳ đã từ chối yêu cầu mua lô trực thăng tấn công Apache mới của Israel. Yêu cầu từ Israel được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Ukraine cũng đưa ra lời kêu gọi tương tự truyền thông của israel cho biết là lực lượng phòng vệ israel đã yêu cầu trực thăng tấn công apache từ hoa kỳ nhưng cho đến nay vẫn bị từ chối hiện israel chỉ có hai phi đội trực thăng chiến đấu trong biên chế trong khi nhu cầu hoạt động trên không đang ngày càng tăng lên do xung đột tại giải gaza mặc dù một số báo cáo cho thấy là ngũ giác đài đã thẳng thừng từ chối yêu cầu của israel nhưng một số báo cáo khác lại cho rằng là quyết định cuối cùng về việc bán trực thăng vẫn chưa được đưa ra Việc từ chối cung cấp máy bay trực thăng Apache gần đây đã cho thấy có thể đã có sự rạn nứt giữa hai đồng minh. Chẳng hạn, Tổng thống Joe Biden đã đưa ra cảnh báo vào tháng 12 tại một buổi gây quỷ, tuyên bố rằng là việc ném bom bừa bãi của Israel vào lãnh thổ Palestine đang khiến cho nước này phải trả giá bằng sự lên án từ khắp nơi trên thế giới. Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi là những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ. Xin quý vị đừng rời khỏi màn hình của Sài Gòn TV, chúng tôi sẽ trở lại với phần tin Á Châu.